Hello guys, welcome back to So Catch Me If You Can on Trey Say Hi performance. Okay, so I have reacted on their Don't Care performance. So yeah, let's start this. Please subscribe for more content. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Boncha VO Long Đào mới ngon đào máu. Okay. Are they the same members? Okay. Những sóng sẵn si, quay nâng sang đã thấy người đi. Chẳng còn tương lai lấm lánh như trong cơn mơ. Lúc em vẫn ngây thơ, hứa xong lại thề anh ơi em sẽ quay trở về. Giờ tự nhìn xem ngoài nước mắt đang tuôn từng cơn, em có ai yêu lấy em thật lòng. Bố anh đi làm gì không giữ nước mắt đừng tìm. Thôi thì ngậm cây đắng đi. Đừng nói mang có ngọt ngào làm ấy cho anh lọt vào. Và rồi lại đi khuất xa. Mọi chuyện là do em đó không tin em nhìn xem. Đừng vì một phút cô đơn mà tìm đêm em. Look at the vibe is good. I really like their clothing sense. Like, yeah, they're looking very good. Okay. Là sao anh chẳng phải là game cho em chơi ra là cái xe. Đừng nói những lời lừa dối, don't repeat to ai hay nghe. Now you want me back, hell no you wanna catch me up so slow. Em cứ nghe là ai nói chẳng hề xa. Giờ nhìn xem em đã có ai, no one. Bỏ anh đi làm gì, không giữ lắm mắt đừng tìm. Thôi thì ngàn cây đắng đi. Đừng nói bao câu ngọt ngào là mây cho anh lọt vào. Và rồi lại đi khuất xa. Mọi chuyện là do choreography is very good. Okay. Catch me if you can. Catch, catch, catch me if you can. Catch me if you can. I think, you know. One, two, one, two, three, four. Okay. The vibe is totally different now. And the steps are cool. Ooh. I like the camera they are using for other contestants. Like they are showing their reaction as well. I like that. Do the beat in the street, every freak out in the light.
Okay, so yeah, a nice performance. Dang, I like the choreography. The choreography was very lit. Like, yeah. So, do let me know. I don't think they were the same members on Don't Care performance. I think they were different. So yeah, do let me know your thoughts on this. And as you guys, please like, subscribe, and share for more content. Peace.